quý vị, ngày 24 tháng 3, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Cơ quan điều tra chưa thông tin cụ thể về hành vi sai phạm của bà Nguyễn Phương Hằng. Tuy nhiên, theo dõi vụ việc, tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư Hà Nội cho rằng việc khởi tố với bà Hằng đã được dự báo từ trước. Nhiều cá nhân đã tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng về hành vi bôi nhọ, vu khống trên mạng xã hội qua các buổi livestream. Điều đáng chú ý là nội dung trong các buổi livestream của bà Hằng luôn có dấu hiệu đi quá giới hạn của quyền tự do ngôn luận khi liên tục chửi bới, xúc phạm đến nhiều người và đưa ra nhiều thông tin chủ quan, ngôn ngữ thiếu chuẩn mực. Theo tiến sĩ Đặng Văn Cường, pháp luật Việt Nam ghi nhận quyền tự do ngôn luận, tự do bày tỏ quan điểm, thái độ, ý kiến của mình đối với các vấn đề xã hội. Tuy nhiên, quyền tự do đó cũng trong khuôn khổ pháp luật. Nếu đi quá giới hạn của quyền tự do ngôn luận thì sẽ xâm phạm đến các quyền hợp pháp khác của công dân. Hiến pháp và pháp luật Việt Nam ghi nhận các quyền cơ bản của công dân như quyền tự do ngôn luận, quyền họp, quyền hội họp, quyền được bảo vệ về danh dự, nhân phẩm, uy tín, quyền được bảo vệ về bí mật đời tư cá nhân. Song khi thực hiện quyền tự do ngôn luận thì nhiều công dân cũng phải tôn trọng quyền tự do được bảo vệ về danh dự, nhân phẩm của người khác. Quyền tự do ngôn luận bị giới hạn bởi quyền được bảo vệ về danh dự, nhân phẩm của công dân, quyền được bảo vệ về bí mật đời tư cá nhân và hình ảnh cá nhân. Bởi vậy, nếu người nào lợi dụng quyền tự do dân chủ, tự do ngôn luận để xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác thì đây là hành vi vi phạm pháp luật. Hành vi này có thể bị phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Những hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân được thể hiện rất đa dạng như chửi bới, xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác, thu thập, sử dụng trái phép thông tin của người khác, bịa đặt, vu khống, xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác, đe dọa uy tín, tinh thần của người khác. Luật sư Đặng Văn Cường cho biết, hành vi sẽ bị xử lý hình sự nếu như hành vi này ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Trong khoảng 2 năm qua, nữ doanh nhân này đã đưa ra nhiều thông tin bất ngờ, đã thực hiện các hoạt động phát trực tiếp trên mạng xã hội để tố cáo nhiều người về hành vi ăn chặn từ thiện, về lối sống thiếu chuẩn mực, về các hành vi vi phạm pháp luật khác. Điều đáng chú ý là nhiều nội dung đã được cơ quan điều tra kết luận là không đủ căn cứ. Nhiều người cũng đã có đơn thư tố cáo nữ doanh nhân này về hành vi vu khống, xúc phạm danh dự nhân phẩm của họ. Những nội dung được phát trực tiếp trên mạng xã hội của nữ doanh nhân này thể hiện thái độ thiếu kiềm chế cảm xúc, có nhiều lời lẽ, ngôn ngữ không phù hợp với văn hóa và chuẩn mực đạo đức xã hội. Hiện cơ quan điều tra sẽ làm rõ hành vi cụ thể xảy ra ở thời gian, không gian nào, hành vi đó xâm phạm đến lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức nào, cá nhân nào, mức độ ảnh hưởng, thiệt hại đến đâu để xác định hành vi phạm tội và hậu quả do hành vi gây ra. Theo quy định pháp luật, với tội danh này, bà Nguyễn Phương Hằng sẽ phải đối diện với hình phạt có thể lên tới 7 năm tù giam. Điều 331 quy định, người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân thì bị xử phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng cho đến 3 năm. Phạm tội gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội thì bị phạt tù từ 2 đến 7 năm. Hành vi này thực hiện trên mạng xã hội và gây bức xúc trong dư luận trong suốt thời gian qua. Bởi vậy, cơ quan tiến hành tố tụng sẽ xác định đây có phải là hành vi ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội. Và nếu như vậy, nữ doanh nhân này có thể đối mặt với khung hình phạt cao nhất của tội danh này là 7 năm tù giam. Ngoài tội danh lợi dụng quyền tự do dân chủ đã bị khởi tố, thì cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ hành vi của nữ doanh nhân Phương Hằng trong thời gian qua, theo nội dung đơn thư tố cáo của nhiều người, trong đó có hành vi như vu khống, làm nhục người khác, đưa thông tin trái phép trên mạng Internet.